Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại làm tiếp tục cái Angular. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mấy cái service và hiển thị ra một cái bảng chứa nhiều cái record hay là chứa nhiều cái thông tin của một một nhóm người rồi này nọ nha. Mình sẽ giống như là mình viết cái app mà về quản lý rồi này nọ đó các bạn. Ok. Cái bài hôm nay thì nó sẽ bao gồm cũng nhiều phần, cho nên mình sẽ đi nhanh nhanh nha các bạn, để dài quá các bạn ngán. Ok. Thì cái này hôm trước là cái web mình đã làm nè, mình có nút home, projects và about. Thì cái projects mình đã display giống như là cái Angular Material để cách dùng của những cái buttons này nọ. Thật sự nó có nhiều lắm các bạn. Đây nè, giống như mình có menu hay có gì, nhưng mà mình đã nói đó là cái website của Material Angular đó, thì nó có nhiều cái để mà mình xài lắm. Nhưng mà mình giới thiệu một cái component nè, component nè các bạn, một component là button thôi. Rồi còn mấy cái component kia nó cũng tựa tựa thôi các bạn. Thì từ từ khi mà mình làm á, mình sẽ học thêm, chứ mình học nhiều quá mình áp dụng cũng không được à. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Thì mình cũng đã load cái project này nó lên rồi đó các bạn. Thì cái này á, là ở local nè các bạn, theo local nè. Thì home, about nè, cái project mình sẽ làm một cái bảng là hay là một cái table đó các bạn. Thì table các bạn có thể vào giống như W3 là schools nè. Cái mình thấy table nè, thấy không? Mình vô là đó là cái lúc này là mình học HTML luôn nè các bạn. Mấy cái video trước là mình học sơ cho biết thôi, bắt đầu vô rồi bắt đầu mình sẽ dùng nhiều, thấy không? Thì cái thẻ table đó nè, cái thẻ table là mình định dạng đó. Thí dụ như mình muốn có cái border giống vậy hay là giống vậy. Nếu mà giống vậy á thì mình giống như cái của mình vừa làm nè, mình chưa có border ha. Rồi bây giờ mình muốn có border giống vậy thì mình copy cái này là giống như style sheet đó. Thì các bạn vô project nè, bây giờ mình đã comment out hết mấy cái cũ nè, mấy cái mới là mình cho vô một cái table nè các bạn, thấy không? Mình để đây cái nó ra một cái table nè, thấy không? Nó có row, mỗi row nó có header rồi nó có data. Rồi cái mình vô cái file kế nó là css. Cái mình bỏ cái mà style sheet vô đó các bạn thấy không? Thì giống như là hồi là mấy cái video trước á, mình đã nói cái style sheet á, mình dùng á, mình chỉ biết sơ sơ của nó thôi. Ví dụ như mình không có, mình cũng nhắc lại luôn chút xíu, khi mà mình có dấu chấm thì khi mà mình xài á, thì mình sẽ gọi là class bằng cái tên này. Còn nếu mà mình không có dấu chấm thì ở trong HTML của mình á, cái nào mà nó thấy chữ chữ đó, cái thẻ đó, đó là coi như nó áp dụng rồi các bạn. Ok. Rồi thì mình coi đó các bạn thấy không? Đó. Ví dụ như mình muốn hai hàng. Hai cột chứ. Hai cột. Rồi mình save một cái thì bên ngoài nó sẽ đổi nè các bạn. Đó, nó có thấy không? Hai cái header và có data là hai cột. Thì mình sẽ bài hôm nay mình sẽ hiển thị một mớ tên của cái danh sách của một số người, tùm lum người, tức là ngẫu nhiên các bạn. Rồi. Tại vì mình khi mà mình làm web bán hàng hay là mình làm web quản lý nhân sự hay quản lý student, học trò, sinh viên hay là quản lý hàng hóa, cái gì nó cũng có hiển thị bằng cái bảng hết trơn các bạn. Thì cái này là cái căn bản để rồi các bạn sẽ dùng HTML hay là CSS biến hóa rồi này nọ cho nó đẹp để định dạng đấy các bạn, nghe không? Rồi ok. Bây giờ đó để coi, rồi để mình Ctrl C nha để thoát khỏi cái này. Thì cái service component ở trong Angular đó nó là cái gì? Nó giống như là mình hãy tưởng tượng nó là giống như là một cái class hay là một cái chức năng hay là một cái dịch vụ, mình dịch ra tiếng Việt á, thì nó để giống như là nó để chung để mà mình gọi nó mà mình xài á các bạn. Ví dụ này nè, mình nhìn cái cách mà ở trong Angular nè, các bạn thấy mỗi cái folder này là một cái component, thấy không? Thì mình sẽ làm một cái service mà những cái component này á, nó sẽ gọi được cái service đó. Ok.
đại khái nó là như vậy. Thì mình muốn tạo ra một cái service đó thì là mình ng, nó là Angular đó các bạn. Ng g là generate đó, generate là cái chữ này mình viết luôn chữ cũng được. Chữ s, s là service. Ví dụ mình viết nguyên chữ coi được không. Ví dụ như mình đặt tên, mình muốn đặt tên là common đi, là chung đó các bạn, cái chung để mình xài chung á, giống như biến biến toàn cục đại khái vậy. Ok, mình enter thử coi coi nó được không nha. Rồi nó được rồi, nó tạo ra cho mình hai cái rồi. Thì mình nhìn đây nè, mình sẽ thấy nè, đó các bạn thấy không, đó nó sẽ làm cái này cho mình. Ok rồi, cái đó thì bắt đầu mình sẽ có cái gì ở trong. Ok thì mình sẽ thêm cho các bạn vài thứ vô nha. Thì các bạn Google cũng được, nhưng mà đại khái mình sẽ thêm vô cho các bạn rồi từ từ mình giải thích sao. Cái này nó có HTTP header và cái client. Ok rồi, rồi xong đó cái bắt đầu mình để coi, mình sẽ như là hôm nay là mình bắt đầu mình làm Angular các bạn. Mấy bữa trước là mình không có làm, mình không có viết gì chân, mình giống như mình đánh dòng lệnh rồi nó làm cho mình không à. Ok rồi, cái component này giống như các bạn cứ tưởng tượng nó là một cái class giống như này nè, thấy không, thấy không, một class. Rồi cũng có data member đó, thì cũng có public private đại khái. Thì mình đặt cái header của nó là new, cái HTTP header. Thì đại khái cái này các bạn không cần biết, để cho nó đừng có catch thôi. Ok rồi, rồi các bạn thêm theo cái phần này nữa trong cái constructor. Constructor bạn ghi là private HTTP, cái loại là HTTP client. Tại vì cái video này là mình mong đợi là các bạn đã biết những sơ mấy cái loại này rồi, nó là cái gì rồi, mình không có cần giải thích nhiều nha các bạn. Ok rồi, thì sau khi mình có client rồi á, có constructor rồi, thí dụ mình bắt đầu mình cung cấp dịch vụ thì mình bắt đầu mình public nè các bạn. Thí dụ mình nói get random people đi, đại khái như vậy đi. Cái mình đó. Rồi xong rồi, đó là một cái function nha. Rồi cái bắt đầu mình return this.http là cái mà trong cái constructor mình có đó. Ok. Rồi mình chấm get. Cái hai cái method là get với lại post là các bạn là mình cũng giả sử là các bạn đã biết rồi ở trong cái bài này nha. Ví dụ như mình làm vậy đi. Đó, rồi cái mình mở ngoặc header hai chấm bằng this header. Để khi các bạn chưa hiểu cái này là cái gì nhưng mà kể nó, mình không cần quan tâm cũng không có sao hết trơn. Ok. Rồi cái xong mình mở ngoặc ở đâu là mình đóng ngoặc ở đâu ta. Chấm. Mình save coi coi nó báo gì không. Rồi, nó không báo gì hết. Đó, một cái service của mình nó sẽ là như vậy đó các bạn. Cái này là mình không cho nó catch. Rồi cái mình cái này nó gọi là injection. Thì các bạn chưa biết cũng được, không sao, từ từ hiểu cũng được. Trong constructor mình cho vô, mình cho cái HTTP client vô. Rồi xong cái mình viết một cái method là cái chức năng đó trong cái class này, muốn cái tên gì đó là tên, mình coi bên ngoài nó gọi được thì mình phải public. Rồi mình trả về, cái này nó sẽ lấy trên internet một cái danh sách của những cái người ngẫu nhiên rồi nó trả về cho mình. Ok. Rồi đại khái nó là như vậy nha. Rồi để coi. Bởi vì cái bài này mình sẽ hướng dẫn rất là nhiều cho nên các bạn những cái gì các bạn biết thì các bạn có thể đi nhanh, và các bạn không biết thì các bạn có thể đi chậm. Thì cái website này đó, mình giới thiệu cho các bạn cái website này, nó sẽ giống như nó cung cấp cái API cho mình để nó trả về một cái danh sách, một cái số người ngẫu nhiên. Thì cái API là gì thì thôi mình nói sơ cho các bạn ấy cũng được. Thì API tức là mình không có ghi chữ tắt nữa, mình ghi chữ tắt ở đây cũng được. Ví dụ như mình nói what is API, tại vì mấy bài trước mình cũng có nói nhiều cái cách này cách nọ rồi. Thì giống như các bạn sẽ tra cứu nó dễ dàng hơn. Nó gọi là application programming interface đó, tức là nó viết giống vậy nè các bạn, nó viết nó giống như là
cũng như là một cái phân sành, một cái hàm hay một cái chức năng, những cái bài cũ cũ hay là những cái bài cùi bắp như căn bản mình đã nói rồi, mình có một cái phân sành rồi mình có input gì rồi nó làm gì đó, nó trả về cho mình cái gì đó. Đó, thì cái API này cũng vậy, nó sẽ cung cấp cho mình một cái tên để mà mình gọi, nó cần input gì mình bỏ vô rồi nó làm gì kệ nó trả về cho mình cái mà nó phục vụ cho mình đó. Thì cái đó là giống như là mình gọi tiếng Việt mình là mấy cái dịch vụ đồ này nọ đó các bạn. Ok, thì cái này á, cái này thì xài sao, ví dụ như cái này cái cách xài nè các bạn gọi Ajax đồ này nọ nè, nếu mà các bạn làm những cái không phải làm Angular, làm những cái thứ khác là mình gọi là Ajax, mình cung cấp cái URL là cái đường mà API nó tên là vậy đó, rồi xong rồi mình cung cấp cái input là gì thì nó trả về cho mình là một mớ những cái người ngẫu nhiên, đại khái như vậy. Ok, thì khi mà mình làm bằng Angular đó, mình không có gọi mấy cái Ajax này nọ nữa, mình sẽ làm nó gọi là service là component đó. Đó thì mình sẽ làm giống như vậy nè các bạn, nó hay hơn nhiều mà đó. Từ ở đây mình cung cấp cái đường dẫn đó, cái đường dẫn ví dụ như mình nói cái này đi đó. Mình nói cái đó đi. Ok, rồi mình save nè đó. Thì nó giống hệt như là cái này, cái Ajax này, rồi nó trả về cái này. Thì các bạn thấy không, còn jQuery tùm lum, nhưng mà các bạn không cần biết, không có cần phải làm cái đó. Angular nó làm hết trơn, mình chỉ có xài không à, cho nên nó làm mình viết nó sướng lắm các bạn. Ok, rồi xong rồi cái dịch vụ này mình nó nói rồi, thí dụ như nó trả về, bây giờ mình thử nè các bạn. Ok, thì nó thêm cái parameter, ví dụ như mình nói parameter cái table này mình coi như mình xong nha các bạn. Ok, mình đóng lại đây thì mình nói luôn nè, đó mình gọi cái đường dẫn của nó nè, mình nói cho kết quả cho 5 đứa thôi, đừng cho nhiều. À, mình đánh enter cái búp cái đó các bạn thấy không, nó sẽ trả về cho mình một mớ đóng người nè. Thì bây giờ đó cái này nó gọi là JSON, thì những cái video kia mình cũng đã nói về JSON rồi, các bạn có thể tra cứu quay lại để mà nghe, chứ mình nói nó sẽ dài trong cái video này. Ok, thì bây giờ mình ở đây mình đâu có thấy, mình vô trong Google mình đánh pretty JSON, tức là nó dịch lại cái format để cho nó cái kiểu cho nó đẹp cho mình nhìn thấy đó các bạn. Đó đó, thấy không, như này nè, mình bỏ nè, mình copy cái mà đây nè, cái này nè, nguyên cái đám này mình bỏ vô đây thì các bạn sẽ thấy nó bên đây nó đẹp, bên đây mình không có thấy, bên đây nó đẹp nè. Thì mình đóng lại đại khái đó, ví dụ như cái đây nè, mình nói là mình xin 5 người thôi thì nó trả về đây các bạn thấy không, một người nè, hai người, ba người, bốn người, năm người, cái này information thôi. Ok, thì nó sẽ trả về giống như vậy đó các bạn. Ok, thì trong đây mỗi cái đây là chứa dữ liệu của mấy cái thằng mà ngẫu nhiên. Ok, thì mình đã nói cái định dạng của cái JSON là cái gì rồi. À, các bạn chưa nghe thì coi lại cái XML và JSON video nha. À, mấy cái video của mình phía trước á. Ok, rồi thì coi như hai cái này mình mới vừa chỉ cho các bạn xong. Rồi bây giờ làm sao mà mình dùng ở trong cái của mình đây. Ok, bắt đầu mình làm nha. Rồi như hồi nãy mình nói đó, mình muốn lấy cái result là 5 người thôi. 5 người thôi, dùng như 5 người thì mình bỏ vô đây. Đó, 5 người thôi. Ok. Rồi thì làm sao mình gọi cái service này được. Ok, để coi nha. Để mình hướng dẫn cho các bạn nha. À, bây giờ đó, ví dụ như trong cái mà mình muốn gọi nó từ cái project folder của mình. Cái component của mình á. Ví dụ cái mình vô cái project nè, mình sẽ thấy nguyên cái folder của nó có file HTML làm cái file mình hiển thị, còn cái file SCSS này nó là style sheet, còn cái file này, cái file spec này để mình test mình chưa cần đâu, còn cái file chánh của nó là giống vậy, nó một class vậy thôi. Ok, thì bắt đầu mình dùng, mình cũng làm giống như là cái thằng này nè, mình inject nó, tức là mình chèn vào, giống như mình chích thuốc á, chèn vào bỏ vô trong cái constructor. Ok, là đó, trong cái constructor các bạn sẽ để là private common 2 chấm common service đó. Khi mà bạn bấm như vậy á
thì tự động nó ở trên đây nó sẽ import lên cho mình, thấy không? Nó không có đổi màu hay là ở dưới gạch dưới là coi như là mình ok rồi. Thì coi như là cái init là giống như là khi mà bắt đầu chạy thì nó vô đây nó sẽ in ra. Ví dụ mình để mình thử thì mình có cái dòng lệnh là console log. Ví dụ như mình nói init đó, mình chấm phẩy, mình save. À, dĩ nhiên mình quên mình phải chạy chứ. NPM start là nó sẽ chạy. Ok, khi nó chạy mình xóa cái này đi, để cái này nó chạy xong nha các bạn. Ủa, mình chưa chạy, chờ chút nha. Rồi, khi mà nó chạy này rồi á thì các bạn qua các bạn coi cái này của mình, nó sẽ nói mấy cái HTTP client này nè. Đại khái mấy cái đó đó là giống như khi mình chạy đó, mình chưa có bỏ trong cái giống như mình bị thiếu á ở trong cái nó gọi là app module. Đó là nguyên cái này nè các bạn. Đó thì cái đó mình phải bỏ vô. Giống như mấy cái mà chính yếu của nó cần phải có đó các bạn, thấy không? Mình phải bỏ vô HTTP client module. Khi mình bỏ vô cái này, cái hàng này thì các bạn đánh giống vậy, hoặc là mình tra cứu chút xíu nó cũng tự tự mấy này thôi. Ok, rồi mình bỏ trong cái module thì mình bỏ trong cái import rồi chấm phẩy, mình save lại cái coi nó compile lại, nó recompile lại coi nó mất cái hàng này chưa nha các bạn. Đó, lần này được rồi ha à, nè. Nè, khi mình nhấn project thì nó sẽ, mình mong đợi nó sẽ gọi này, nó sẽ chạy vô trong này nè các bạn, nó sẽ gọi cái on init, nó in ra cái console log cho mình nè. Ví dụ nó project đó, bạn thấy chưa, in ra, thấy không? Ok, là coi như là mình thành công bước thứ nhất rồi, nó có chạy vô đây rồi, các bạn hiểu sơ sơ chưa? Ok, rồi bây giờ làm sao mình gọi cái service nha. Ok, thì cái cách mình gọi service nó là như vậy nè các bạn. Ok, thí dụ như bạn nói this common, this là giống như là cái class của mình nè, common là cái này nè các bạn, đó. Rồi cái mình chấm cái là nó hiện ra cho mình nó cái get random people nè, hồi nãy mình viết ở trong cái service bên này nè các bạn, đó các bạn thấy không? Nó không có đưa cái input gì hết. Ok, thì giờ mình không có đưa input gì hết. Đó, rồi mình chấm, mình phải subscribe. mình chấm. Ở đâu rồi? Coi cái này return return mà còn có dấu ngoặc này nữa, kỳ quá. Cái này không có cái này. Cái save coi. Hình như mình bị thiếu cái gì đó. Ok, các bạn chờ mình kiểm tra lại cái nha. Return return ngay chỗ này không có cái này nè, mình return nó sẽ là nó tự tự giống như vậy đó. Mà cái dấu cái dấu ngoặc này mình để ngay chỗ này là không có đúng nè. Save lại nè các bạn. Đó, đại khái nó phải viết giống vậy. Thì mình gọi bất cứ cái API nào trên những cái chỗ khác, web khác mình đều gọi như vậy. Ok, rồi mình gọi cái này, cái bắt đầu các bạn chấm giống như là mỗi cái class hay cái gì đó, các bạn đều gọi cái chức năng của nó thì các bạn chấm cái là có không, có cái subscribe thì giống như YouTube vậy, các bạn thấy subscribe không? Subscribe thì mình nói thí dụ như mình nói result đi, thấy không? Rồi cái này là lambda function hay là arrow function, tức là cái loại đó nó viết là kiểu vậy đó các bạn. Result rồi cái dấu mũi tên rồi cái mở ngoặc hay cái ngoặc này đó. Rồi thì cái cách viết của mình subscribe cái service này, tức là ok tao muốn đăng ký thì chừng nào mày lấy về hết những information này thì mình báo cho tao biết đó. Thì cho nên bạn làm như vậy á, trong Angular bạn không có cần phải biết cái gì promise rồi này nọ, nó giống như callback rồi này nọ, là mấy cái đó là cái kỹ thuật cũ rồi. Cái kỹ thuật này, mấy kỹ thuật subscribe là cái kỹ thuật mới. Thì có vài ngôn ngữ nó có cái này thôi, thì mấy cái ngôn ngữ nó chưa có nó từ từ nó cũng chạy theo hết rồi các bạn. Ok, rồi
thì mình console nè các bạn, console, mình có tiếng Việt, mình cất tiếng Việt đi nha. Log, vậy ví dụ như các bạn nói result nè, bấm result. Đó, ok. Rồi cái bắt đầu mình mới thử coi các bạn coi nó chạy nha. Thì khi mà bạn project này nè, mình kéo này bự bự. Đó, các bạn thấy nó trả về result không? Giống hệt cái này không? Tức là đây nè, ngay trong này chứ. Nè, nó đã trả nguyên cái cục này result info rồi này nè các bạn. Ok. Cái của mình nó mất đây rồi. Đây nè. Đó, thì các bạn mở ra đây các bạn thấy không? Y chang không? Info result nó có 5 phần tử trong một cái mảng nè các bạn thấy không? Trong mỗi cái phần tử này các bạn thấy không? Đó là 5 người đó. Đó, bắt đầu mình biến hóa, mình bắt đầu mình xài nha các bạn. Ok. Mình xài nha. À, thì bài này thì dành cho các bạn từ trung bình cho tới trở lên, chứ còn các bạn mà mới thì các bạn chưa có hiểu về nhiều thứ, đôi khi mình nói các bạn bị lùng bùng lỗ tai, tức là mình nên coi mấy cái căn bản rồi bắt đầu mình mới tới những cái bài này. Thì cái này là đi làm đó, bắt đầu mình mới làm nha các bạn. Ok, thì giờ mình muốn, bởi vì cái này là một cái JSON, mình muốn nhận về cái result này nè các bạn, và năm cái thằng này. Ok, để mình chỉ cho các bạn cách làm. Ok, thì mình nói cái cách kiểm tra ở trong Angular đó, mình nói nếu nè, nó viết giống hệt mấy cái ngôn ngữ nào nó cũng vừa tựa nhau thôi mà. Mình nói nếu mà result nó có, tức là nó không có bị null đó các bạn, tức là có, và cái result chấm mà nó gọi là cái result, tại vì cái này á các bạn nhìn kỹ nó biến mất liền nha. Cái này nè, result có chữ S nè, đó thấy không? Nếu mà nó có luôn á, đó, tức là mình cũng không muốn cho nó bị hư chương trình của mình. Mình nói nếu hàng đó có mình mới làm. Ok. Nè, thì mình để cho mình giống như là cái bắt đầu mình đóng bớt nè. Đóng là mà bạn nhấn control cái dấu gạch ngay dấu hỏi á, thì nó sẽ tự đóng. Ok. Rồi cái bắt đầu các bạn khai báo này mình đặt cho các bạn thôi, constant. À, không có thay đổi. Mình nói thí dụ như mình nói people là mình bằng result, là cái nó trả về và ngay cái result này đó, tức là ngay cái chỗ rồi đây nè các bạn, đây nè đó, mình muốn lấy cái result này thôi, còn mấy cái phần khác mình bỏ, đại khái như vậy. Ok, rồi cái people đó, rồi cái bắt đầu mình in ra thử coi nó sao. Ok, rồi in thì lần này mình in là in people, save nè các bạn, và các bạn quay lại cái này. Ok, thì các bạn thấy nè, bắt đầu nó sẽ hiển thị ra đó, people là 5 người các bạn thấy không, từ 0 đến 5 thấy không đó. Rồi trong đây tương tự, trong mỗi cái phần tử này nó là mảng nha các bạn, mỗi phần tử nó là một cái JSON object nữa. Rồi các bạn nó có linh tinh đủ thứ như này nè các bạn thấy không, thì giống như vậy mình qua bên đây mình coi cũng được nè các bạn thấy nè đó, thấy không? Nó có gender là nam hay nữ, tên, location, đại khái không, ví dụ như mình thí dụ đi, mình thí dụ các bạn vô trong mỗi cái phần tử này thì rồi xong cái mình lấy đầu mất rồi, name nè, first name last name. Ok, mình lấy name, first name last name. Thì các bạn nhìn nè, mình muốn vô trong cái này là một cái mảng, tức là mình phải nói là phần tử thứ 0, phần tử thứ 1, thứ 2, thứ 3, 4 không? Mỗi phần tử nó là JSON, thì JSON đó bạn sẽ chấm name thì nó ra một cái JSON nữa, rồi các bạn chấm first thì nó sẽ ra cái tên này. Ok, rồi mình thử coi sao nha. Ok đâu. Rồi, thì mình sẽ dùng hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật, cái này mình đóng lại. Cái này mình đóng lại. Rồi, thêm một cái kỹ thuật nữa, nó gọi là for each, tức là thay vì mình dùng for loop á, trong cái Angular nó tức là cái này á, nó là mình viết TypeScript đó các bạn. TypeScript thì nó cung cấp cho mình nhiều cái hay lắm, mà mình viết nó ngon lắm các bạn. Ví dụ như for each person, ví dụ như nói person đó, mình cũng cái lambda là giống như nãy mình nói nó làm vậy nè. Ok, tức là mình nói là mỗi cái person trong cái people này, tức là mỗi người trong cái danh sách đó, rồi bắt đầu mình muốn làm cái điều gì đó, đó phải không? Thí dụ như các bạn nè, các bạn muốn viết ra
Đó, cái này là toàn bộ people ha. Rồi cái đầu mình nói mình mới viết ra nè, cái person này các bạn. Ok, mình save. Thì các bạn quay ra đây các bạn sẽ thấy nó in ra. Đó, thấy không? Và thấy nó in là 5 lần không? Đó, thấy không? Đó, bây giờ mình muốn name thì sao, nãy mình nói đó, chấm name, chấm first, ok. Thì chấm name, chấm first thì là person là được rồi, giống như ok. Cái up rồi. Ok, đại khái như vậy nha. Rồi các bắt đầu mình hướng dẫn làm sao mà để nó in ra đây nha các bạn. Ok. Rồi, thì làm sao? Trước cái constructor nè, trong mỗi cái class nào nó cũng có, giống như là nó là chung rồi. Cái kiểu giống như cái căn bản mình đã nói rồi, đôi khi bắt đầu mình áp dụng rồi các bạn không hiểu tại sao thì các bạn không hiểu mấy cái căn bản rồi. Đó, đại khái như vậy. Cho nên mình mong đợi là khi mình nói những cái gì trong những cái bài cao thì các bạn biết nó là gì liền. Ok. Rồi. Public nè, mình nói people đi. People. Đó, mình khai báo một cái people. Một cái object. Thường mình không nói gì hết, nó là một cái object. Rồi xong cái bắt đầu mình gán. Ok, ở đây mình bỏ nè, bằng bên. Cái mình nói ok, nếu như vậy có đó thì mình nói this people. Tức là people, bạn đừng có cái này, people này là của nguyên cái class này nè các bạn, nguyên cái object này nè. Đó, ok. Rồi. Thì khi mà mình để public, tức là bên ngoài HTML mình nhận được ra các bạn. Ok. Rồi thì giống như là ok, mình console này đi. Tức là trong nguyên cái class mình sẽ có people nó là như vậy. Ok, rồi. Bây giờ mình ra đây mình coi coi. Đó, thấy không? This people là đó, nó có như vậy. Ok. Thì như hồi nãy mình nói đó là giống như là mình làm Angular đó, mình bỏ qua Ajax rồi promise rồi callback rồi tùm lum. Mình làm cái này rất là dễ các bạn, thấy không? Mình chỉ subscribe giống hệt như YouTube. Rồi khi nào mà nó nhận được cái thằng này nè, nó làm gì làm kệ mày, mày làm lâu cũng được, mà không mà chừng nào xong rồi mày nhảy vô đây mày làm cho tao. Đó, đại khái vậy. Rồi còn bên ngoài HTML bắt đầu mình ví dụ như mình nói, thí dụ như mình nói mình lấy first name với last name không nha các bạn. Ví dụ như mình nói first name giả bộ đi. Rồi cái này mình nói last name. Thì mình có thể dùng cái thẻ table này bình thường trong HTML, hoặc là mình có thể dùng Angular Material để mà mình xài cho nó cool hơn, nó hay hơn các bạn cũng được. Đó, các bạn thấy nó in ra không? Rồi, bây giờ data thì mình làm gì? Mình tưởng tượng có một người thì một hàng, năm người thì năm hàng, đúng không? Đó, đại khái như vậy, đúng không? Thì vậy cái số hàng này nó giống nhau. Giống nhau thì bây giờ cái hàng nó là TR, là TRO của bạn. Các bạn sẽ làm là giống như cái ngôi sao NG4, đó. Đại khái như vậy. Bằng, đó, cái cách viết của nó là vậy. Ok, mình nói let person đi. Of people. People là people này là people ở trong cái này nè các bạn. Nè, đó là cái biến của mình đó. Ok. Rồi, tức là mình nói một cái người ở trong một cái mảng này thì mình làm cái gì? Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy in ra 5 thằng không? Đó. Thì bây giờ đó in ra 5 thằng rồi á. Bây giờ mình coi trong cái thằng đó mình muốn lấy ngay cái chỗ first name này nè, thì mình chấm name chấm first nè, các bạn thấy không? Thì cách mình làm sao, mình sẽ mở ngoặc hai cái, đóng ngoặc hai cái. Đó, thì cái kiểu của nó là như vậy. Mình có person nè, chấm name nè, chấm first nè các bạn. Đó, save lại nè. Thì các bạn thấy cái chỗ này nó sẽ in ra là tên của người ta, 5 người đó. Ủa, nó mình gì trên xem lại rồi. Đó, nó in 5 người các bạn. Ok, rồi. Có tên 5 người tại nó hơi bị chậm. Ok, rồi bây giờ đó mình tương tự là bắt đầu mình làm last name. Last. Đó. Thì các bạn save thì các bạn cũng thấy cái này thay đổi nó là last name nè. Đó, rồi khi đó mình
Thấy không? Các bạn bây giờ mình truy cập nó còn nhiều cái để mình xài lắm. Thế là trong một cái JSON này nè. Đó, bây giờ mình nói nam hay nữ nè. Mình nói ví dụ như nam hay nữ là mình nói gender nè các bạn. Gender thí dụ như mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Ok. Sơ sơ thôi nha. Ví dụ như mình nói first name là gender. Thí dụ mình nó muốn nói tiếng Việt đi, ok. Mình muốn nói tiếng Việt thì mình làm sao? Mình nói gender đó là mình coi trong đây là chấm gender. Ok, thì mình nói ở đây ha. Mình kêu gender. Ví dụ mình xem gì đi. Thì các bạn sẽ thấy nó in ra là ví dụ như là nam hay nữ. Thì nhưng mà tiếng Anh thấy không? Bạn thấy male, female rồi này nọ không? Bây giờ mình muốn ghi chữ tiếng Việt cơ. Thì cái cách đó nó viết trong C Sharp đồ này nọ lắm. Như TypeScript thì cái cách của nó sẽ viết giống như vậy. Ok. Thì mình nói nếu cái này á, mình kiểm tra nữa các bạn. Bằng. Tại vì trong TypeScript hay là JavaScript mới nó ba dấu bằng nha các bạn. Rồi mình nói nếu mà nó bằng male. Đó, bằng male. Thì cái mình hỏi, ê, bằng không? Bằng thì mình in ra chữ nam cho tao. Ok. Còn hai chấm này là không bằng. Không bằng mày in ra chữ nữ. Đánh tiếng Việt luôn các bạn. Nữ. Rồi mình save lại. Thì các bạn sẽ thấy cái này nó biến đổi đây nè. Đó, thấy không? Nam nữ, thấy không? Ok. Rồi bây giờ mình còn mấy cái khác cũng vậy. Ví dụ như các bạn muốn nè. Số điện thoại, ID, email là cái gì các bạn đều làm được hết trơn. Thấy không? Rồi bây giờ mình làm thêm cho các bạn cái chủ email nha. Email thì bình thường rồi. Rồi thêm cái picture nha. Email với picture, ok. Rồi bây giờ email, bây giờ các bạn làm cho nó nhanh. Thì cái này mình nói email. Rồi cái thằng này mình sẽ nói là email. Save. Thì các bạn sẽ thấy, mong đợi sẽ thấy cái email này. Rồi cài nó. Rồi các bạn bây giờ thêm cái nữa là các bạn nói picture đi. Picture. Rồi các bạn ngay chỗ này các bạn sẽ mong đợi một cái picture ở đây. Mình nói thí dụ như vậy. Rồi. Tại vì cái này chưa, mình chưa có bỏ đồ dữ liệu vô, mình mới nói đại thôi. Ok. Đó, thì các bạn thấy không? Email này, picture, các bạn thấy không? Rồi bây giờ để mình ghi cái copyright của người ta bỏ vô nha. Mình nói mình viết xuống dưới đây nè các bạn. Trong cái table này thì cái này HTML nè, bắt đầu mình xuống hàng nè các bạn. Rồi cái mình nói P nè, cái thẻ P nè. Cái mình xuống mình copy cái copyright của người ta, đại khái cho nó lịch sự đó, thì cái này free của người ta mà. Nhưng mà cái này là ngẫu nhiên, nó không có đúng luôn nha các bạn. Đó, thấy dưới đây không? Đó, rồi, kệ nó. Cái bắt đầu mình làm picture nha các bạn. Ok. Rồi, cái picture đó, thì như các bạn đã biết đó, là nó là cái thẻ, giống như mình học HTML, mà không biết là mình vô mình tra thôi. Đó là image nè, các bạn thấy không? Nó hiện sẵn cho mình nè. Đó, picture nó là như vậy, một cái thẻ. Thì nó có cái thẻ đó, nó có cái gì các bạn? Nó có cái source, nó bằng cái gì đó đúng không? Rồi cái alternate, tức là khi mà nó không có hình đó, thì nó sẽ viết cái gì đó vô đúng không? Đại khái như vậy, ok? Rồi cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao rồi nữa, đại khái như vậy. Nhưng mà bây giờ mình chưa, mình không cần. Mình cần cái đường dẫn của cái hình. Với lại cái này, ví dụ như mình coi. Ok, thì các bạn coi đây nè. Bắt đầu coi đây nè. Bắt đầu nó là picture nè. Đó, thấy không? Chấm picture. Nhưng mà bây giờ mình chấm thumbnail thôi. Các bạn cho nó nhỏ. Ok, chữ thumbnail, picture rồi chấm thumbnail nữa. Ok, rồi bây giờ mình làm nó nha. Thì các bạn sẽ cũng làm giống kỹ thuật gì thôi. Mở, đóng. Thì cái là person là một cái người đó, nhưng mà picture, rồi tao muốn cái là thumbnail, tức là cái nhỏ thôi các bạn. Đó, thử cái nó sao coi được không cái đã. Được mới nói tiếp ha. Làm này nhanh lắm các bạn. Đó, các bạn thấy hình thấy không?
Rồi bây giờ các bạn muốn mouse over, tức là con chuột để lên nó hiện cái tên của người đó, cái tên này nè, thì các bạn làm sao? Ok, chỉ cho các bạn luôn là cái alternate nè. Đó, là cái mà giống như cái này, bắt đầu mình học cái này là HTML. Thì cái này một cái thẻ này, thì trong đây là giống như mình tưởng tượng nó một cái class, một cái object nữa. Rồi nó có cái thuộc tính là data member, nó y chang hết rồi các bạn em. Này nó cũng là một cái class, rồi nó cũng có data member, rồi nó cũng có dịch vụ để mình gọi, thấy không? Mọi thứ nó đều là vậy hết trơn à. Ok. Rồi, thì bây giờ đó mình muốn cái gì? Nãy mình muốn nè. Đó. Mình muốn cái first name nè. Đó, rồi mình cộng cho last name nữa, đúng không? Ví dụ như đó, bắt đầu bạn cộng vô cách ra, rồi cộng vô cho last name nè, bạn save lại nè. Đó, nó sẽ format rồi luôn. Trong cái Visual Studio Code này nó hay lắm các bạn. Nó làm nhiều cái plugin vô, nó làm rất là cool. Rồi, các bạn để lên mouse over, các bạn thấy. Không hiện ra. Mình refresh coi, nó ra không? À, mình cứ viết sai không? Chữ này, đúng rồi. Ví dụ như mình copy nha, mình thử coi. Để bút xua vô, mình save. Coi nó ra cái thằng này không? Cái đó là cái cách để mình debug đó các bạn, ok? Cũng không luôn. Vậy là mình viết sai cái gì đó rồi. À, để mình kiểm tra lại coi nha các bạn. Cái chữ đó nó là cái gì nha? ALT. Ví dụ như bạn vô đây, thì bây giờ bạn đánh là ví dụ như là HTML image alternate. Đó. Không? Cách mình vừa làm mình vừa chỉ cho các bạn cách tra cứu luôn. Đó, là thấy không? Không? Image đó. Ồ, nó có cái dấu gạch này nữa. Vậy thì cái này ok, để mình copy lại nha. Để này cất là nó đổi màu á, ok. Rồi mình copy lại giống hệt của nó chạy không, hay là mình bị sai cái gì đó. Rồi, coi cho mình sai cái chỗ nào. Nó phải hiện ra. Ví dụ mình nhấn chỗ khác đây. Ủa, sao nó không hiện ra ta? Để mình đi bắt coi sao nghe. Rồi đó, nó hiện ra nè các bạn thấy không? Thì mình hiểu sai cái alternate này á, là khi mà cái image này nó không có tồn tại á, thì nó sẽ hiện cái chữ này ở trong cái khung hình, nó thay vì cái khung hình đó nó màu đen, các bạn thấy không? Còn á, mình muốn cái chữ mà nó hiện lên đây, nó gọi là title các bạn, title nha. Ok. Rồi bây giờ mình bỏ tên đồ này nọ vô nè. Tên save nè các bạn. Rồi này mình có nó đó, hiện lên đó, tên thấy không các bạn, thấy không? Rồi ngon lành, cái gì mình có đầy rồi. Trên đây là mình chỉnh sửa cái HTML, mình làm cho nó đẹp thôi, bạn thấy không? Ví dụ như mình muốn 10 người nè, một bạn vô trong cái dịch vụ của bạn nè, bạn muốn 20 người đi, save nè. Thì cái dịch vụ đó tức là cái service đó nó sẽ cung cấp nó kéo về 20 người nó cho bạn đó, thấy không? 20 người thì nhiều quá. Ví dụ như 10 người thôi nha. Đó, mình thí dụ vậy. Tại vì khi nó lớn quá mình đó, rồi còn nó còn có nhiều cái nữa. Giống như những cái người này là giống như là nó là ngẫu nhiên, mà nó giống như là fake thôi, tức là người giả thôi nha các bạn. Chứ không phải thiệt đâu của người ta đâu nha. Dù nó có tên, nó có tuổi, nó có đủ thứ đó các bạn. Có ngày sanh tháng đẻ này nè các bạn, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình in thêm tuổi nữa nha các bạn. In thêm tuổi thì các bạn thấy dop.age, thấy không? Giờ mình thêm cái đó nữa đi. Để làm cho các bạn thấy là nó rất là dễ. Đó, ví dụ như gender nè. À, mình thêm nữa. Tuổi, sao gender nha. Sao gender.
Bây giờ tuổi này mình mới nói đó là dop.age save. Rồi, thì các bạn thấy cái kết quả nó sẽ biến đổi. Đó, thấy không? 29 tuổi này nọ, thấy không? À, còn ví dụ như cái format này giống như là mình nói là bắt đầu là mình thử cho các bạn coi để các bạn biết là HTML với lại style sheet đó, này nọ đó nó giống như là chuyện thường nhỏ thôi chứ không có gì mà quá cao cấp đâu. Ví dụ như tuổi là các bạn, tao là sếp, tao muốn cái này nó nằm sát bên đây, ok, thì giống như là tuổi nè, ok, mình sẽ nói là style ha, mình nói style cũng được, còn mình muốn nói align cũng được đó. Align bằng right đó, tức là tao muốn cái tuổi nó nằm, mấy cái số này nằm sát bên tay phải thay vì nó nằm ở bên tay trái đó, thì các bạn thấy không, nằm hết bên tay phải rồi, thấy không? Đó, coi như cái đó là quyền sinh sát của mình, là mình muốn chế gì mình chế nó nhiều lắm. Bắt đầu mình chế cái chánh của mình, đó là mình ra cái dữ liệu đồ này nọ, rồi xong rồi cái phụ là cái thằng HTML với lại thằng này style sheet làm cho cái này nó đẹp hơn, nó hiển thị đẹp hơn. Rồi, ok, thì bài hôm nay đến đây là hết rồi, để mình compile rồi mình bỏ lên ở trên GitHub rồi các bạn có thể coi nha. Cái này giống như mình nói là cái này là random, thì đó, nó random 10 người vậy đó. Đó, mình mỗi lần mình đi chỗ khác, ví dụ như mình nói nè, May Park là mình đi chỗ khác, mình quay lại thì nó có 10 người mới, phải không? Tức là lúc nào mình vô cái trang này mình cũng có hết. Còn cái cách mà giống như để từ từ mình hướng dẫn các bạn là giống như mình tải về một lần thôi, rồi cái bắt đầu mình để mình sử dụng. Rồi cái bài, những cái bài kế thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Ok, thì cái bài hôm nay đến đây là hết rồi. Thì các bạn cho ý kiến ở bên dưới là coi như được hay không, các bạn có thích này hay không, hay là gì đó để cho mình biết mà mình làm tiếp. Hoặc là những cái nào các bạn muốn nói thì mình sẽ nói thêm. Còn thôi là mình chạy cho nó nhanh, đại khái vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.